Hello, hello nhà. Rồi, mọi người ăn Tết sao rồi mọi Hôm nay là bắt tay vào tiếp tục cải tạo cái khu vườn nha mọi người. Đó. Đây là cái quế. Mình đây cải mà mình ăn gần hết rồi mọi người. Còn mấy cây mình tiếc mình để lại làm giống mọi người. Đó, nó ra trái nè. Đó, để lấy giống mọi người. Bên kia bầu. Đây là dưa gang. Đó, quế và ớt. Mướp. Bên đây thì đậu rồng. Bí đỏ. Bí đao. Ở đây là đậu bắp. Thì bây giờ còn một phần ở đây nè mọi người. Đó, người thấy không? Còn nguyên một phần chỗ này. Hôm nay mình sẽ cải tạo tận dụng cái chỗ này lại luôn. Trồng được cái gì trồng mọi người. Đó, còn nhiêu đây nữa. Cố gắng trời nắng quá mọi người. Cố gắng cải tạo cái chỗ này lại, trồng mớ cải. Còn bên cái chỗ cao cao này thì mình sẽ trồng một mớ rau ăn đọt, bí đỏ, mướp, đậu đũa, trồng thêm một mớ cây đậu bắp nữa. Đó. Bên kia là chuột cúc của mình. Thì mọi người theo dõi mình lâu thì cũng biết rồi. Đó, cúc đó mọi người. Nói chung ngày nay cũng xong công nghệ thì sản xuất ra được cái phân bón rồi. Nên bây giờ mạnh dạn trồng thôi mọi người ơi. Không sợ nữa. Bữa trước thì trồng thì còn hơi ngán ngẩm tí, chứ giờ này là hết sợ nha. Phân bón thuốc trừ sâu gì rồi cũng đã nghiên cứu xong hết rồi, nên bây giờ chỉ có việc bắt tay vào làm thôi mọi người. Thôi bắt tay vào làm mọi người ơi, trời khá nắng á.